never gave up, been played in the mud, I came from the cut, strong arm looking steady now, got my reins in clutch, keep telling myself, I'm pushing my luck, but I got the heart of a king, I'm a flower. Đôi môi thắm nồng mà em ửng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thừa ba má. Em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ dèm pha. Ôi hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu, sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thừa ba má, em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi. Nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ dèm pha. Ông Nguyễn Hữu Thăng và bà Trần Thị Hoan xin nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng, đó là chú Vân, trưởng đoàn đại diện họ nhà trai, xin nhiệt liệt chào mừng. Chú Vân, trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, có đôi lời phát biểu với toàn thể quan viên hai họ. Kính thưa toàn thể hai gia đình, tôi là chú ruột của cháu Hoàng Anh, rất vinh dự được đại diện trong phái đoàn nhà trai. Lời đầu tiên tôi gửi lời hỏi thăm, lời chào, lời cảm ơn gia đình nhà gái đã đón tiếp nồng hậu và tình cảm. Xin cảm ơn. Thưa các cụ, các ông, các bà, giờ này, hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi có mặt tại hội hôn trên nhà gái. Đầu tiên là gia đình có một cái lễ ăn hỏi, xin họ nhà gái chấp nhận vào kính đầu tiên. Xin cảm ơn. Thưa toàn thể quý vị, với vai trò là trưởng đoàn và cũng là chú ruột của cháu Hoàng Anh, chắc chắn là tôi nghĩ là lúc này cái hạnh phúc của chú cũng như những cái cung bậc cảm xúc á, là cũng tạo nên và nó được thể hiện cái tình cảm, cái trách nhiệm của người chú cũng như là đại diện cho gia đình ở nhà trai, với những cái đề nghị hết sức chân thành, hết sức thịnh tình, hết sức trách nhiệm. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác Bình đại diện cho gia đình họ nhà gái có lôi lời phát biểu như là đáp từ đối với gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Hôm nay thì là hai gia đình nhà trai tổ chức là mang lễ nghi đến họ nhà gái. Thế thì cũng xin giới thiệu là tôi thì là bác của cháu Hằng và được gia đình giao nhiệm vụ là trưởng đoàn, và cô Xuân là cô của cháu Hằng là phó đoàn, cùng toàn thể với này các ông bà cô dì chú bác trong họ nhà gái tiếp đoàn họ nhà trai hôm nay. Thưa toàn thể quý cụ ông quý cụ bà cùng toàn thể cô dì chú bác hai gia đình, thay mặt cho họ nhà gái là chúng tôi xin được chấp nhận và cảm ơn các cụ, các ông, các bà gia đình họ nhà trai đã mang lễ ăn hỏi để lên. Sau đây thì tôi xin giới thiệu là cô Xuân là phó đoàn là lên để nhận lễ mình báo cáo với này ra tiền là lễ ăn hỏi là thành công tốt đẹp. Vâng, cũng là một cái cung bậc cảm xúc như vậy, cũng như là bác Vân đại diện cho hai bên gia đình đã có ý kiến phát biểu thay mặt cho hai bên gia đình vừa rồi. Giới thiệu và kính mời cô Xuân là phó trưởng đoàn đại diện nhà gái thay mặt cho gia đình nhà gái sẽ lên nhận lễ đính hôn, tức là lễ ăn hỏi. Nhà trai đã chuẩn bị 5 chiếc cháp, tức là mang 5 con số, nó là mang thuyết nhân sinh quan, tức là kim mộc thủy hỏa thổ, đem lại niềm vui sự may mắn cho hai cháu cũng như hai bên gia đình để xây dựng đoàn kết thông gia. Và sau đây thì xin mời ông bà là cha mẹ của cháu Thu Hằng cùng đứng lên để chứng kiến coi như là chúng ta đã nhận lễ đính hôn của gia đình họ nhà trai và chấp thuận những cái lời đề nghị của gia đình họ nhà trai. Duyên trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dấu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên nương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Có biết bao bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lành trắng soi bóng in hình đôi ta. Đó là lễ xin dâu, và trước khi để cô dâu về làm dâu con gia đình họ nhà trai thì chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chú Văn, trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai, có đôi lời phát biểu với toàn thể gia đình họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa hai gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi bên họ nhà trai có một cái lễ xin dâu, mong nhà gái chấp nhận, mong họ nhà gái chấp nhận cho họ nhà trai chúng tôi mà có lời mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình họ nhà gái cùng nhà phái đoàn nhà trai chúng tôi đưa cháu Thu Hằng về nhà trai. Xin đa tạ cảm ơn. Và để sau này đây là đáp từ của đối với gia đình họ nhà trai thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác Bình, đại diện gia đình họ nhà gái, có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời bác. Thay mặt cho gia đình thì tôi là trưởng đoàn của họ nhà gái xin được chấp thuận là lễ xin dâu của họ nhà trai. Xin toàn thể hội xin được tràng pháo tay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng hai bên gia đình và chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Tức là lúc này thì chúng tôi rất là thoải mái. Xin được một lần nữa chúc mừng hạnh phúc tới cô dâu Thu Hằng và chú rể Hoàng Anh. Hai bên gia đình như đôi cánh để chắp cho đôi cánh của những con thiên nga, những con hải âu bay ra biển lớn. Thì bây giờ xin mời cô Xuân sẽ thay mặt cho hai gia đình cũng như là gia đình họ nhà gái sẽ mở cơi trầu xin dâu, công bố với toàn thể quan viên hai họ và để cùng góp sức mình, góp sức của gia đình họ nhà gái vào đó để xây dựng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Xin trân trọng kính mời. Không bao giờ đặt đây vào nữa. Vâng, và bây giờ thì xin mời chị công bố với toàn thể quan viên hai họ. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa tất cả các ông, các bà, các anh chị, cô dì, chú bác của hai họ, hôm nay được sự nhất trí của ông bà Hoàng Thăng, tôi là Xuân, là cô của cháu Hằng, và rất là vinh dự được đón một cái lễ của xin dâu của họ nhà trai mang đến. Và bây giờ tôi xin công bố với tất cả hai họ của chúng ta. Ở bên trong cây trầu có rất là đầy đủ, có trầu, có cau và có thuốc lá và có tất cả những tình cảm của bên họ nhà trai mang đến. Và bên trong còn có một số tiền để cho các cháu làm vốn sau này, và người ta nói rằng là để cho đầy đủ các cháu sẽ có những cái vốn liếng sau này xây dựng hạnh phúc phu thê viên mãn, tức là tròn trịa. Và hy vọng rằng đây là những cái viên gạch để xây lên lâu đài để cô dâu chú rể sống ở đó hạnh phúc mãi trăm năm ngàn đời. Và nhà trai đã đem đến 9 đồng tiền, và tôi xin phép được gửi thêm 1 đồng tiền nữa để cho là 10 tờ. 10 đồng tiền, vậy là 9 bỏ là 10 để cùng nhau cho các cháu làm vốn sau này. Đấy. Và tôi thay mặt cho gia đình họ nhà trai rất cảm ơn sự họ nhà gái, xin cảm ơn họ nhà trai đã mang đến rất là đầy đủ và chu đáo những cái lễ nghi. Và cuối cùng tôi không biết nói gì hơn, xin chúc sức khỏe tất cả cô dâu chú rể và quan viên hai họ của chúng ta được luôn luôn mạnh khỏe, và chúc cho ngày vui của các cháu hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn ạ. Và để đảm bảo cho tất cả những cái nghi lễ, sự tôn vinh Cái ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể thì ngay sau đây một lần nữa chúng tôi xin phép là để quý vị cho cô dâu chú rể được một lần nữa chính thức thắp hương gia tiên bái kiến tổ đường. Hai cháu hôm nay chính là con của một nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, chung tất cả các người thân, để gia tộc tổ tiên cũng biết được cái việc này. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà Hoàng Thăng cùng với cô dâu chú rể là hai con của mình sẽ lên thắp hương gia tiên bái kiến tổ đường và thông báo gia đình họ nhà gái hôm nay chính thức có thêm một thành viên mới. Xin được trân trọng cảm ơn. Đó là những món quà thật là ý nghĩa, đó là giày công nuôi dưỡng sinh thành, dưỡng dục, cũng như là những món quà đặc biệt mà hai bên gia đình đã dành cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với mời cô Xuân sẽ đại diện cho hai bên gia đình trao lại cái lễ nạp tài, tức là lễ chín bỏ làm 10, để cho chú rể giữ nó. Và ngay buổi chiều ngày hôm nay sau khi đưa cô dâu về đến nhà thì chú rể sẽ chuyển cái lễ nạp tài này vào trong gối của mình, để từ đó thai nghén nó, để cùng nó là biến những cái giấc mơ của mình, hoài bão của mình để thành hiện thực. Thì ngay sau đây cô Xuân sẽ đại diện hai bên gia đình trao cái lễ nạp tài cho chú rể. Đây là một miếng của gia đình nhà trai là gì? Họ nhà gái một ly một lai thôi. Đấy, bây giờ chú rể. Cảm ơn cô chứ. Một chiến sĩ anh bộ đội Cụ Hồ rất đẹp trai, đúng không? Rất hiền lành, rất lịch lãm. Cảm ơn cô rất nhiều. Thay mặt cho cô dâu chú rể cảm ơn cô ruột, cô Xuân. Vâng, và bây giờ thì đó là những món quà tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Đó là ông bà Văn Thăng là cha mẹ của cô dâu. Ở trong ngày cưới của hai con hôm nay cũng món quà thật ý nghĩa dành tặng cho hai con trong ngày cưới. Xin trân trọng kính mời ông bà. Ở trong kinh Phật có viết là công cha như núi ngút trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Suốt đời gạt tục khơi trong, cho con thun lớn thỏa mong tháng ngày. Vâng, và tình cha của nghĩa mẹ có lẽ là không bao giờ phai mờ đi được. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được giới thiệu với cái đấng sinh thành dành cho các con những món quà thật là ý nghĩa. tiên tiền tổ, và sau đó là cũng báo cáo với hai bên gia đình. Thì 21 miếng trầu này bây giờ để tỏ lòng cảm ơn cái công lao sinh thành dưỡng dục của hai bên. Thì sau đây chúng tôi xin mời cô dâu chú rể sẽ mời hai bác trưởng đoàn 2 miếng trầu, mời đại diện và mời cha mẹ sinh thành mỗi người 1 miếng trầu, để trước khi chúng ta chuyển cái cây trầu xin dâu này về gia đình hoặc nhà trai. Xin trân trọng kính mời. Mời hai bác trưởng đoàn, mời bố mẹ, nếu không chuyển cũng một miếng. Đây là miếng trầu tên cánh thượng của những nghệ nhân đến từ Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đây là miếng trầu tỏ lòng, tấm lòng thơm thảo của gia đình họ nhà trai, cũng như là tình cảm của cô dâu chú rể muốn gửi lời cảm ơn tới cha mẹ hai bên. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thành là tôi mất ba bà mình giờ. Đời tôi thức giấc lắm ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đua dâu. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo chồng dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Chẳng rơi vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày 25 ta uống rượu sao. còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa của bà, của hai gia đình, và trong 50 chọn một ngày, chọn một giờ, ngày hôm nay là ngày tháng tốt. Tôi được đại diện cho gia đình nhà gái để dẫn cháu cùng Xuân, dẫn cháu Thu Hằng về là dâu con của nhà ta. Trước hết thì tôi báo cáo là xin hứa các cụ con bà là từ nay thì là cháu Thu Hằng và cháu Hoàng Anh là dâu rể của hai gia đình chúng ta, là dâu hiền rể thảo. Thì chúc cho các cái tuổi lễ thành hôn cho các cháu là được vui vẻ, mạnh khỏe, và cũng là chúc cho hai cháu là được hạnh phúc, sống trọn đời bên nhau. Để có được điều đó thì chúng tôi cũng mong là được giúp đỡ của gia đình ông Minh, bà Hà và các cụ ông bà trong gia tộc nhà ta, là các cháu tại các cụ ông bà rất nhiều, các cháu tôn rất kỹ. Thì cũng trong sự là nhờ các cụ ông bà và toàn thể là gia đình con là chăm sóc và cũng là tạo điều kiện cho các cháu. Đại diện cho gia đình con gái xin được trao cháu Thu Hằng về làm dâu con của nhà ta, và chúc các cụ mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn đại diện của nhà trai cho các biểu hiện như là gia đình nhà trai tôi trao để bên gia đình nhà gái con cháu hai nhà như một, tình không ra mãi mãi bền chặt và hỗ trợ để cho con cháu sau này và học tập. Cuối cùng tôi xin cảm ơn, xin chúc sức khỏe của các sư ông và hai gia đình bố lo ta có một cái sức khỏe vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tuổi còn kết duyên cao trầu. Thiệp hồng đưa lối mai này em được làm cô dâu. Hai đứa thương nhau thân lòng, câu hứa trăm năm mặn nồng. Dệt mộng uyên ương trọn đời nên nghĩa giữa chồng. Ngoài kia xương nho đời trai, anh chớ lo chi có em kề bên. Một mai đi săn về khuya, cơm nóng dưa cả em đợi chờ anh. Anh mang trầu cao bước qua trước em về nhà, là đẹp tình duyên lứa đôi tiếng yêu đậm đà. Mình nghèo mà thương mến nhau, dù mưa hay nắng trước sau, chẳng đổi thay lòng vàng trọn thủy chung mặn nồng. Một đời yêu nhau, một mong trước sau cùng bên nhau sắc son cao đầu một lòng sắc son. Dù ngọt ngào hay có đắng cay cứ miệng mãi yêu, ngày nào cũng yêu thì có mình. Ngoài kia sương gió đời trai, anh chớ lo chi có em kề bên. Một mai đi săn về khuya, cơm nóng dưa cả em đợi chờ anh. Anh mang trầu cao bước qua trước em về nhà, là đẹp tình duyên lứa đôi tiếng yêu đậm đà. Mình nghèo mà thương mến nhau, dù mưa hay nắng trước sau, chẳng đổi thay lòng vàng trọn thủy chung mặn nồng. Anh mang trầu cao bước qua trước em về nhà, là đẹp tình duyên lứa đôi tiếng yêu đậm đà. Mình nghèo mà thương mến nhau, dù mưa hay nắng trước sau, chẳng đổi thay lòng vàng trọn thủy chung mặn nồng. Một đời thương nhau, một lòng trước sau cùng bên nhau sắc son cao đầu một lòng sắc son. Dù ngọt ngào hay có đắng cay cứ lời nói đầu tiên cho các MC xin được trân trọng thay lời cho đại gia đình, xin được gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc vì sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chúc quý vị luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt ra bên phía sảnh tiệc để cùng chào đón những nhân vật quan trọng nhất tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác Nguyễn Minh và bác Nguyễn Văn Thăng, đó chính là sự hiện diện của bố của chú rể, bố của cô dâu. Ngay sau đó xin được chào đón sự hiện diện của hai bác gái, đó chính là bác Hoàng Thu Hà, bác Trần Thị Hoan, đó chính là mẹ của chú rể và mẹ của cô dâu. Thưa thầy quý vị, lúc này thì hai bên bố mẹ của chú rể và bố mẹ của cô dâu đã có mặt tại trung tâm sân khấu. Cùng chào đón sự hiện diện của chú rể lịch lãm soái ca điển trai, chú rể Hoàng Anh, và cô dâu xinh xắn đáng yêu, cô dâu Thu Hằng. Xin mời. Để nhạc to lên cho cháu, nhạc to lên, nhạc ấy. Ai hỏi anh, rằng anh yêu em nhiều không? Lát nữa thì bố mẹ chú rể đứng gần chú rể nhá, bố mẹ cô dâu đứng gần cô dâu. Hai bác tách ra nhỉ? Vào giờ phút này đây, hiện diện trên sân khấu những nhân vật quan trọng nhất tại đại lễ thành hôn. Chúng tôi xin phép toàn thể quý vị được trinh trọng tuyên bố những giây phút ngọt ngào và hạnh phúc tại đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Lễ thành hôn của đôi bà trẻ chú rể Hoàng Anh và cô dâu Thu Hằng. Xin phép quý vị chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị nào. Cháu tổ chức xong thì đến phát biểu mời việc nhé. Và bây giờ xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tiến lên phía trước. trong một không gian vô cùng lãng mạn, trong một sân khấu dâu và chú rể sẽ thể hiện những tình cảm yêu thương, ngọt ngào, hạnh phúc nhất tại sân khấu này. Và điều đầu tiên mà chúng tôi cùng với toàn thể quý vị sẽ muốn thấy đó chính là cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau một vật kỷ niệm vô cùng ý nghĩa trong ngày cưới, đó chính là chiếc nhẫn. Xin mời. Và để thể hiện cho tình cảm lãng mạn này thì xin mời chú rể có thể, vâng ạ, xin mời chú rể hãy đeo lên ngón áp út của cô dâu một chiếc nhẫn. Và cô dâu cũng vậy, đeo lên ngón áp út của chú rể và nói với chú rể rằng kể từ ngày hôm nay, anh hãy luôn nhớ rằng có một người vợ hiền chở anh về với những bữa cơm gia đình ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị để cùng chúc phúc cho họ đi ạ. Xin cảm ơn quý vị. Và sau khi trao nhẫn thì đôi bạn trẻ. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể sẽ hướng ánh mắt về nhau và trao cho nhau một nụ hôn thật đầu thắm trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin mời. Hai bác ơi, hai bác đứng gần ra đây để con chụp ảnh ạ. Đứng ra hẳn ra ngoài này, đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể, hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật lớn nhé. Lãng mạn, nắm tay nhau để tiến đến tầng bánh ngọt hạnh phúc, để cùng nắm tay nhau cắt lên những lát bánh ngọt hạnh phúc và yêu thương. Xin mời. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể. Và bây giờ đôi bạn trẻ sẽ tiếp tục nắm tay nhau để tiến đến thắp ly rượu cưới, để bật xung quanh thắp lên thắp ly rượu cưới. Xin mời. Thắp lên 6 chiếc ly. Cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau để cùng chắp lên sự rượu người cũng như những chiếc ly đang có trên bàn ly của hai bạn. Bố mẹ có quà đúng không? Sẽ có những món quà yêu thương để cùng dành tặng cho hai con trong ngày cưới, ngày cưới hạnh phúc. Xin mời, để cùng chúc phúc cho hai con. Ở chương trình lễ thành hôn tại đại gia đình cũng như là lễ vu quy tại đại gia đình nhà cô dâu thì những món quà yêu thương cũng đã được những thành viên của nhà cô dâu, bố mẹ của cô dâu dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ sẽ là những tình cảm của đại gia đình và nhà trai dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày cưới, ngày vui hạnh phúc của hai bạn. Xin mời. Xin mời những nhiếp ảnh gia sẽ cùng ghi lại những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời trên sân khấu, những khoảnh khắc rất là tình cảm của những người cha làm mẹ dành tặng cho hai con. Vâng ạ, xin mời bác và dì ạ. Thưa toàn thể quý vị, trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, ngày lễ thành hôn luôn là một ngày vô cùng trọng đại và được đón tiếp sự hiện diện của tất cả các cụ ông các bà, sự hiện diện của nhị vị con cái, con bên họ, tất cả những bạn bè là bạn của chú rể và cô dâu đang có mặt rất là đông đủ tại trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Violet. Đó là một điều vô cùng vinh dự với đôi bên gia đình, với chú rể và cô dâu. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể, xin mời chú rể sẽ nâng ly rượu để mời tới đôi bên bố mẹ để cảm ơn ơn sinh thành dưỡng dục. Xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể. Và sau đó thì cô dâu và chú rể cũng sẽ cùng nâng ly rượu và đứng về phía trung tâm sân khấu. Vâng, thưa toàn thể quý vị, ly rượu này cũng là ly rượu mà đài gia đình gửi những lời cảm ơn rất chân thành và sâu sắc tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đang có mặt tại trung tâm tiệc cưới Violet để cùng tham dự tiệc cưới. Chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Hoàng Anh và cô dâu Thu Hằng. Và ly rượu này đại gia đình sẽ cùng nâng ly lên để gửi những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và chúng ta sẽ cùng tất cả quý vị tại tất cả những màn tiệc, chúng ta sẽ cùng nâng ly lên để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu, đúng không ạ? Xin mời. Và chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc cưới thật là ngọt ngào, thật là hạnh phúc. Và liên tục nâng ly lên để chúc phúc cho cô dâu chú rể, cũng như là chúc cho toàn thể chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin mời. Vâng, ly rượu này thì cô dâu và chú rể sẽ cùng đan tay nhau để uống ly rượu trong ngày cưới, ngày vui hạnh phúc của hai bạn. Xin mời đại gia đình chúng ta cùng nâng ly ạ. Xin mời. Nhiều khi kiếm đâu con thích chiến đấu. Người bố của chú rể sẽ có những lời phát biểu, những lời cảm ơn cũng như là những lời mời tiệc tới toàn thể quý vị để cảm ơn quý vị đã hiện diện trong trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Violet để tham dự tiệc cưới lễ thành hôn. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể và đại gia đình. Xin mời ạ. Trước tiên xin cảm ơn ban tổ chức. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thật vinh dự cho tôi được đại diện cho hai bên gia đình. Lời trước tiên cho phép tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới các cô, các ông, các bà cùng toàn thể quan khách có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Hai gia đình chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp các cụ, các ông, các bà, quý khách gần xa của hai gia đình và bạn bè thân thiết của các cháu. Chúng tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn từ đáy lòng tới tất cả các cụ, các bà và gửi lời chào kính chúc sức khỏe, mọi sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Có lẽ rằng xin được trân trọng kính mời tất cả những thành viên của gia đình sẽ tiến gần hơn từ những bàn đại tiệc để mời rượu cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị. I can make you see it through. That's something only love can do. I know if I could find the words to touch you deep inside, you'd give my dream just one more chance.